Rồi, hello, xin chào các anh em, các bác chơi audio mọi miền đất nước ha. Trong buổi chiều ngày hôm nay em lại giới thiệu đến các bác các anh em ha, một chiếc đầu đầu đĩa DVD ha của hãng Toshiba. Nó có mã model là Toshiba DVD SD310. Con này là hàng bãi nội địa Nhật ha, sử dụng điện áp 100V. Công suất tiêu thụ là 12W, sản xuất tại Trung Quốc ha, Made in China ha. Em có làm cái remote ha. Nói chung là khiển đầy đủ chức năng trên remote, trên máy luôn. Mở nguồn nè. Cầm lộn móc. Rồi, đã mở nguồn. Khởi động nó hiện lên màn hình rồi ha. Toshiba. Đó. Con này em về thông số kỹ thuật của máy ha, thì con này chiều ngang size nhỏ nha các anh em, size của nó là ngang 34, cao 4 cm ha, rất là mỏng nha, siêu mỏng luôn. Chiều sâu của máy là 21 cm, cân nặng 1,8 kg, sản xuất vào năm 2011 ha, tại tại Trung Quốc như hồi nãy em nói ha, Made in China ha. Con này thì về chức năng của nó chơi được đĩa DVD. Cũng là cái đĩa DVD em hay test máy nè. Đó. Đĩa DVD hay test máy ha, trên remote chúng ta có thể điều khiển tất cả những cái chức năng. Đóng mở khay đĩa, chọn số bài khi nghe đĩa CD ha. Chọn hát một bài hoặc cả đĩa, lặp lại ha. Play, stop, nét bài, lùi bài, vào cài đặt bảng tham số kỹ thuật hình ảnh âm thanh ha. Nói chung là rất là nhiều. Con này thì về cái bảng menu của nó cũng may là nó có hai ngôn ngữ ha, ngôn ngữ tiếng Anh và ngôn ngữ tiếng Nhật ha. Mình cũng rất tiếc là những cái chiếc đầu mà có ổ cứng á, tích hợp ổ cứng á, DVD, Blu-ray rồi tích hợp ổ cứng á, nó không làm hai ngôn ngữ, có ngôn ngữ tiếng Anh như những chiếc đầu này thì nó rất là dễ sử dụng luôn. Thì chiếc đầu này ha, thì nó là chơi đĩa DVD, khi mà chúng ta bỏ đĩa vào, nó sẽ load dữ liệu lâu hơn cái đĩa VCD và đĩa CD ha. Khi nè, đó, nó load xong là nó chơi luôn. Đây là cái đĩa em hay test nè. Đây là phần nội thất của máy ha, máy vẫn đang đĩa vẫn đang chạy tốt nè. Đó. Ở đây là mặt trước của máy nè, trên này nó có ghi chơi đĩa CD Compact Disc ha, công nghệ âm thanh Dolby Digital, DTS Digital L. Con này xuất âm thanh kỹ thuật số ha, qua cổng đồng trục ha, âm thanh kỹ thuật số cổng đồng trục ha. Phía bên góc này là cái cửa đĩa ha, góc bên trái của các anh em đang xem là cửa đĩa ha. Ở đây nó ghi logo của Toshiba nè, nó ghi model của máy nè ha, DVD Player SD310G, DVD video ha. Đó, chơi được đĩa DVD, VCD và CD ha. Đây là nút EZ bấm khi đĩa ra, đóng mở ha. Đây là màn hình hiển thị. Trên máy nó chỉ có là đúng 4 nút ha, 4 nút thôi. Play, Stop, Play, nút tắt mở nguồn và nút EZ. Đó, lấy băng đĩa ra, lấy cái khay đĩa ra. Nếu mà mình không có remote, mình không thể vào cái bảng menu để mình cài đặt được ha. Ở đây nó thiết kế một cái dải màu bạc nè, khi chúng ta nhìn vào ha,
nó đã mỏng rồi. Nếu mà chúng ta nhìn vào nó cảm giác nó càng mỏng hơn nữa. Đó là do cái dải màu bạc nó thiết kế đây, nó nổi bật lên cái máy ha. Đó, phía trên này là màu đen bình thường. Đây là nội thất của máy ha, đĩa vẫn đang chạy. Đây là cái phần mạch nguồn của máy ha, bộ cấp nguồn đầu vào. Đây là bộ xử lý hình ảnh và âm thanh, xuất âm thanh kỹ thuật số cộng đồng trục luôn. Cái này thì nó xuất âm thanh, nó xuất hình ảnh và âm thanh dắt bông sen ha, dắt bông sen qua đường dắt bông sen. Đây là cái cổng đồng trục này các anh em ha, đây là đường hình, đây là đường tiếng ha, đây là cổng D, cái này không có cáp test ha nên bỏ qua. Rồi phía sau đơn giản thôi ha, đây là thông số kỹ thuật của máy. Toshiba DVD SDG310G, nó có số series máy là 15180 ha, 5 số đuôi thôi, được sản xuất vào năm 2011 ha. Sử dụng điện áp 100V, công suất tiêu thụ là 12W. Ở cái hàng chữ này nó ghi là tập đoàn Toshiba ha, còn gốc bên này nó ghi sản xuất tại China nè, China nè ha, Trung Quốc nè, đó. Nó ghi sản xuất tại Trung Quốc, đó. Đó, đơn giản mà thôi ha. Đây là logo quả địa cầu, hệ màu NTSC. Đây là phần nội thất của máy ha. Đó, thiết kế rất đơn giản thôi, nhẹ, gọn. Rồi, đây là cái nắp của máy ha. Đây, nắp cũng còn tương đối đẹp nha các anh em, không cấn mớp gì hết nha. Đó, phía trong. Rồi, em đẩy cái nắp lại luôn nha. Rồi, đây là cái nắp đã đóng lại ha. Đó, nhìn lúc cũng nhìn cũng rất là còn tương đối là rất là ok luôn á. Đó. Đó, các bác các anh em nhìn sơ qua ha. Ở đây thì nó có chày xước nhẹ nhẹ tí ha, không đáng kể đâu. Hàng bãi về thì không thể nào tránh khỏi cái vụ mà chày xước được đâu. Rồi, em sẽ mở cái bảng menu sơ qua cho các anh em xem qua ha. Đây là đĩa DVD đã hát tốt rồi ha, em sẽ tớp nè. Lấy đĩa ra luôn. Đó, ở bên. Khay đĩa ra vô rất là êm ha, ngọt, êm, không có vấn đề gì hết ha. Tiếp tục cho một cái đĩa VCD vào. VCD ha. Rồi, em mở cái bảng menu lên cho các em xem qua sơ qua ha. Đây, tắt cái đĩa đã rồi. Mở bảng menu nè, đó. Nó có 4 phần ha. Language nè, ha. English nè, ok nè. Nó sẽ vô, nó có hai ngôn ngữ, tiếng Nhật và tiếng Anh. Ha, ở dưới có chữ Japan nè ha. Xuống cái là thành toàn là tiếng Nhật không á. Ok nè. À, thấy đổi qua tiếng Nhật không? Ok, đổi lại tiếng Anh nha. Các anh em dễ sử dụng ha. Lên, ok. Đó. Phần này phần qua, phần video nè. Ra hình ảnh 16:9 hoặc là 4:3 nè ha. Đó. Audio, xuất âm thanh nè, digital nè ha. Đây là phần cài đặt mật khẩu của ổ đĩa nè. Đây là phần vô coi phần mềm của máy hay sao đó. Rồi, ok ha. Cái bảng sử dụng của nó cũng đơn giản thôi. Rồi, em thoát các bạn ra ha. Tiếp tục cái đĩa VCD. Đĩa này em cũng từng test nhiều máy rồi ha. Đó, chạy ngon lành ha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư cô trụ trì, tịnh thất hiền như cùng nhị vị sư cô hiện diện. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay ngày 2 tháng 9 2016, Zoom hình nữa nè. chúng tôi được đủ duyên từ Việt Nam qua Zoom Hoa hết cỡ Kỳ luôn. được Đắt đến lắm Việt Nam Cali. trên remote chúng ta sử dụng được Và hết được sư cô trụ trì tịnh thất hiện như giúp đỡ cho lưu trú tại bổn tự cũng như tạo duyên lành. tắt nè tắt Hôm cái hình nay tắt được cái hiển thị gặp nè, toàn thể quý Phật tu nhanh tử. nha. Đó, tu 4x luôn hả? Tu nhanh 4x đó, nhân 4 đó. Play nè. Ngài bắt đầu chuyển bánh xe pháp độ cho năm anh em Kiều Trần Như xuất gia, sau đó độ cho gia xá Chính những máy người chúng ta bạn cũng của gia có xá, thể và tiếp tục cài đặt nghe cả đĩa độ hoặc là một cho bài ha. một kiền liên xá Đó, lợi cái Phất này là từ và A đến B nè. Khi chúng ta chọn cái đoạn nào thích kiên thích nghe xá nguyên lợi cái đoạn Phất đó chúng ta làm ha. và Đây là phần cài đặt. các đệ tử về sau này, trong đó có những vị xuất gia và tại gia. Rồi, như vậy là cái phần đĩa VCD cũng ok luôn ha. Rồi, phần đĩa cuối cùng là đĩa CD nha các anh em. Lấy cái đĩa VCD ra ha. Đĩa cuối cùng là CD. CD này nó hiện một cái bảng playlist của cái đĩa CD lên ha, từ 1 đến mười mấy đó. Tổng số bài của cái đĩa ha. Nó đang load nè. Rồi, như vậy nó đã hiện lên. Mỗi bài ca bên góc là bên một chữ lần reverb trở chúng về ta có với thể chị. chọn hát một bài Bởi thế, cả đĩa dẫu là anh hay dẫu là hủy em, tắt ha, thì những bài hát ca một bài đều là có điều single gì nè, đó giống như on một nè, tượng hát cả đài đĩa nè, được xây cho những kỷ tắt niệm nè, buồn vui cứ của hát thời hết quá cái đĩa khứ, nó tự hát lại á, những đó là rung động hát cả không đĩa thể nè. nói hết bằng lời. Cũng bởi thế, nếu như một ngày tâm tưởng của người nghe tìm thấy sự sẻ chia với kẻ sáng tạo, cũng là ngày mà những kỷ niệm tưởng như đã chìm sâu dưới lớp bụi thời gian lại phục sinh và vẻ với cuộc đời. Nét bài nè. Qua bài 2 sao? Nét bài lần nữa nè. Bài bài ha. Chọn số bài nè. Số 8 nè, ok nè. Đó, hát bài 8 luôn. Xuống hát bài 8 luôn. Các anh em thấy không? Thấy nhảy xuống bài 8 luôn. Rồi, như vậy là phần test đĩa DVD. Phần test kỹ thuật rồi các anh em ha. Về chất âm em không có bàn tới nhiều ha, tại vì em test qua cái tivi. Xuất âm thanh và hình ảnh lên TV ha. Đĩa DVD, VCD và phần đĩa CD đang chạy là hát tốt ha. Rồi, máy bán ra vẫn kèm remote cho các anh em chơi. Đó, em nhắc lại ha, vẫn kèm remote học lệnh cho các anh em chơi, chỉnh đầy đủ các chức năng. Không có remote chúng ta không thể bán nào vào cái bảng menu được hết, do máy nó có chỉ có bốn phím thôi. Tắt mở nguồn, EZ lấy đĩa ra và stop play. Đó. Chỉ có nhiêu đó thôi. Nhưng mà chúng ta có remote thì giải quyết được tất cả các
các chức năng của máy luôn. À, rồi, cảm ơn các anh em, các bác đã xem qua video clip của em ha. Xin chào các bác, các anh em và hẹn gặp lại.